Chào bác Sinh. Chào các bạn nhé. Hôm nay tạnh giáo này bác không đi đâu à? Bây giờ mấy hôm nay lại tăng cường các cái trường hợp lây nhiễm Covid, hốt không dám đi nữa. Hôm nay ở nhà. Thôi mình là công nhân yêu nước bác ạ. Ở nhà lại yêu nước. Ở Không nhỉ. nhà chăm chút vào mấy cái tác phẩm của nhà đây. Hôm nay là Đỗ Sinh tiến hành sơn sơn cái đường lũa, đường đã bóc lũa của cây dương tùng đấy. Đấy, sơn theo cái đường đường bóc lũa này đấy. Tất cả các cái đường bóc lũa sẽ được sơn trắng đấy, sẽ sơn trắng ấy. Đây lấy xuống ngón tay đấy, sẽ sơn trắng lại hết. Hôm trước là sơn rồi bà. Trước là chỉ quét, trước khi sơn thì chúng ta quét cái gọi là cái lưu huỳnh để cho nó gỗ nó đanh lại và nó cứng thôi, chứ cái màu của lưu huỳnh thì nó không được nổi lắm, nhưng mà nó có tác dụng về an toàn cho cây. Thế sau khi quét lưu huỳnh rồi để một thời gian thì nó xe gỗ nó cứng, nó đanh lại thì bắt đầu chúng ta, và nó có tác dụng là sẽ chống mối mọt, thì ta sẽ sơn sơn để lấy cái điểm nhấn của nó là màu trắng cho nó phân biệt rõ là cây duyên tùng. Cách đây một tuần tôi có thay vào cái chậu này, chậu gốm Đồng Nai, nhưng mà chậu cũ đấy, chậu chậu xưa mọi ngày đấy, đấy chậu gốm Đồng Nai nhưng mà chậu xưa mọi ngày. Nay mai rêu lên xanh trên bề mặt này nữa là tuyệt vời đấy, trên gốc. Công việc đánh giấy ráp của cái thân lũa này đã đánh từ hôm qua rồi, hôm nay ta chỉ việc sơn thôi. Và trước khi sơn ta lại lau sạch một lần nữa. Cây bên cạnh là cây gì đấy ạ? Cây bên kia à? Vâng. Đấy là cây sang. Có cây chậu hay nhỉ? Cây sang gọi là cây sang sang dầu đấy, dầu sang phú quý đấy. Cây đó là cây sang lá nhỏ. Hôm nay là to thế này mà. Không, thế này là nhỏ rồi. Còn cái loại giống sang là to nữa. Em quay vào cái thân dưới. Thân nó như là một con rắn, tôi có đặt tên là Quý Tị. Thế là bây giờ bắt đầu sơn đây à? Vâng. Đấy em dí ống kính vào đây. Tự đang quét. Đấy, nó mới lên cái màu trắng nó mới đẹp. Nói chung là phải quay hai lần, quét hai lần. Bây giờ quét xong đến chiều tối để qua một ngày. Đấy, lại quét lần nữa. Khi quét xong cái đường này nó dễ rất nổi. Đây, em để quay quay cái chỗ nổi, nó nổi cái đường được quét đây. Đấy. Đấy, quét bên này. Rất nổi.
Có một cái chổi bé. Chỗ này là hơi nhỏ. Ôi giời, có cái lồng chổi lông bé trong nhà này. Chổi lông bé trong nhà có. Thế nào chả có, bây giờ đi tìm thì nào chả có. Theo để chạy vào trên này. Tắt đi. Thả cái này nó vào được trong khe này. Này. Cái bút này nhỏ. Sành điệu. Tắt được lúc nào anh sơn xong anh quay luôn, quay đã xong. Vâng, thế là tác phẩm Duyên Tùng theo phong cách bonsai Nhật Bản mà Đỗ Sinh đã hoàn thành. Toàn bộ các cái địa điểm lũa được chạy theo dọc thân lên đến ngọn đã được bôi sơn trắng. Vâng, cây Duyên Tùng với là tầm vóc của những cây chiều cao 6 đến 70 cm. Một người bê nhẹ nhàng. Đây là những cây mà chuẩn bonsai quốc tế với chiều cao từ 5 đến 70 cm. Vâng, với cái hình ảnh của cây Duyên Tùng này thì chúng ta có thể ngắm được hết các phía. Mặt nào cũng là mặt phải hết. Đây. Và bên cạnh đó Đỗ Sinh vừa mới sang chậu xong cho một cây sang. Cây sang mà chúng ta hay thường tán vui với nhau đó là chơi cây sang để cầu sang giàu đây. Đấy. Tôi đưa vào cái chậu ống.
màu gụ, tức là màu của cổ, màu của gỗ. Vâng, với cuốn video này Đỗ xin chia sẻ với các bạn hai tác phẩm trong khuôn viên vườn cảnh nhà gia đình Đỗ Sinh. Đó là cây sang, dáng rất là quái, trông như là con rắn, có thể gọi là tác phẩm quý tị được. Ngày mai cái phần chỗ này nó sẽ xù lên và tôi sẽ đưa một vài nhát đục nhát dao để tạo thành như là cái đầu con rắn ở cái vị trí này. Vâng. Đây, này chúng ta nhìn thì sẽ lại ở cái điểm này. Tôi sẽ để thời gian nữa cho nó khỏe cây và cứng gốc, vì tôi vừa mới sang chậu được mấy ngày. Thì chúng ta sẽ tạo thành một cái đầu rắn ở đây. Con rắn đang ngóc đầu trở lên sau khi vật lộn, lộn nhào, cuộn tròn. Đó là tác phẩm quý tị. Đấy, đặt để đúng mặt phải của nó đây. Đấy, thì đầu con rắn nó sẽ hở ra, sẽ lộ ra, nhìn nó cuộn lên như này. Vâng, cuốn video này cũng là một cuốn video mang tính chất là rất là vui. Những cái ngày mà mưa gió ẩm ướt, ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới và cũng là thời gian đang dịch bệnh phát triển, Đỗ Sinh cũng ngại không dám đi xa đề phòng. Đó cũng là cái bảo vệ cho chính mình và cộng đồng. Đỗ Sinh ở nhà làm những cái tác phẩm cây của mình cho ngày càng đẹp hơn, trau chuốt hơn. Trong bộ sưu tập Bách Thảo Viên gồm có 100 cây các loại, mỗi cây ít nhất có một tác phẩm và có những loại có 2 đến 3 tác phẩm. Nhưng mà phải đủ 100 loại trong một cái khuôn vườn vườn nho nhỏ nhà Đỗ Sinh như thế này. Đấy là cái bộ sưu tập mà tôi rất là tâm đắc để mà giới thiệu với anh em làng chơi, chúng ta cùng nhau thưởng thức, giao lưu. Bây giờ Đỗ Sinh đã có đến 57 loại rồi. 57 loại cây, 57 loại cây. Có loại 2, 3 cây, có loại 1 cây. Khi nào có đủ 100 cây xứng với từ Bách Thảo Viên thì Đỗ Sinh sẽ làm một cuốn video chia sẻ từ cây thứ nhất cho đến cây thứ 100 để chúng ta cùng nhau thưởng thức. Tôi cũng vừa sang chậu, một cái chậu đá, để đưa vào đó một cây sơn trà. Cây sơn trà vừa rồi trổ lộc, lộc rất đẹp. Đấy, đây là những ngày cuối của những ngày ra lộc mới rồi, cho nên là một số những cây lá đã già, đã xanh đi. Còn hôm mà mới bắn lên nó lộc đẹp như thế này. Đấy, đây là cây sơn trà. Bộ sưu tập của Đỗ Sinh phải hơn 40 loại nữa để đủ một khuôn viên, một vườn cảnh rất đa dạng phong phú gồm 100 loại cây. Chúng ta thưởng thức qua cái cây sơn trà này. Và từ ngày mai Đỗ Sinh tiếp tục cấy rêu để phủ trên bề mặt của những cái tác phẩm ở đây. Một cái bể đá. Nhân chuyến tôi đi lên Lục Yên. Yên Bái, mỏ đá Lục Yên, tôi tham quan, tôi đã nhờ các anh làm cho một cái chậu như thế này có chữ SH. Cái ký tự SH này là tất cả các cuốn video của Đỗ Sinh đều có chữ SH đầu tiên. Cây sơn trà.
Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình sau. Chắc chắn rằng bộ sưu tập Bách Thảo Viên của Đỗ Sinh sẽ sớm hoàn thành vào dịp đầu xuân năm mới, để chúng ta có những cuốn video rất là vui, chia sẻ một không gian, một vườn cảnh nho nhỏ Bách Thảo Viên đến với các bạn.